khẩu phần ăn buổi tối hàng ngày, các thú cưng. Đói rồi. Vậy em ơi, thì ăn nè. Có đồ ăn rồi, ngủ hoài. Con nào hai con thì ăn vậy ăn. Cột chén cột trại 4,5 kg. Con em này được ăn trước ưu tiên. Đói hả con? Cái nào hai con này đây. Đây. Đói hết rồi. Hai chuồng trống vì hôm nay đã giao. Ủa, có nào mày đi lấy giấy được chưa Hiếu? Chưa mày. Có nào có đây hả? Có mà. Mày sao chưa được nữa? Trời ơi, ở này đâu phải nhà giữa mình sao. Không có còn kiểm tra được nữa. Tôi lên kiểm tra hả? Bỏ con đó, bỏ qua con đó. Thế là sao mình có nuôi không vậy hả? Nhiều vấn đề lắm. Ngủ này giờ này con.